Và bây giờ phép Trung Đặng thay đổi làn điệu để gửi tặng quý vị những lớp trích đoạn cải lương, những bài vọng cổ. Trung Đặng sẽ hát một lớp trích đoạn ngắn để gửi tặng quý vị. Đầu tiên Trung Đặng gửi tặng quý vị một lớp vọng cổ ngắn, một sáng tác của Ngô Hồng Khanh được mang tên Lời Người Hát Rong. Mời cả nhà cùng thưởng thức. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những cảm phong thân thương của cả nhà mình đã yêu thương Trung Đặng, và xin cảm ơn quý vị. Nếu em là Trác Dân Quân thì anh sẽ biến thành chàng tứ mà trôi khúc phượng câu hoàng cho nỗi nhớ rưng rưng. Nếu em là mỹ nương giữa lầu son rực rỡ thì anh nguyện theo đò chờ tiếng sáo trường chi. Nhưng em không phải là mỹ nương si tình yêu tiếng sáo, mà sao tim anh muốn quả thành chế ngọc anh bóng chàng trường ôm khối tường từ trên sông nước đang tình. Đừng nhỏ lệ thương tâm mì nương ơi, làm vợ tối tuy tình. Anh yêu em cùng bồng bềnh trên sông nước, mà có điều lý qua cầu núi Việt tim ta. Em đừng hỏi vì sao anh không hát bản tình ca, dẫu trái tim anh vốn là kẻ đa tình. Bởi anh không muốn mình làm một chương chi, bỏ lại dòng sông mênh mông nỗi nhớ. Cảm ơn những cảnh phong thân thương của đại gia đình của mình rất nhiều. Đôi lúc muốn mình như một kẻ hát rong, hát mãi bên em và hát giữa cuộc đời. Mỗi giọt máu con tim là mùi lời ca chan chứa tình người. Và lời ca mới phải là lời rất thật, rung động trái tâm hồn vào da cá. Lời tình ca đâu chỉ gấm và qua, lời tình ca có tiếng hào xương bóng pháo dồi. Lời tình ca có máu rơi đồng đội, có ánh mắt ai chờ ai đợi nhớ thương ai. Của anh là tình người nghệ sĩ, hát với cuộc đời với khắp nẻo quê hương. Đất nước trăm miền chỉ một giá sắc son, chiều xứ làng ai bồng con quá đa. Bên Cà Mau ai đàn bài giả cố lời ca anh chúng tình. Còn nếu em là Trác Dân Quân thì anh không trở thành chàng tứ mã,
trôi khúc quân cầu quan cho nỗi nhớ riêng em. Lời anh ca là lời cho tất cả, tình người hát trong là tình của kẻ ta tình. Để xin hết, cảm ơn quý vị. Chút xíu có thời gian thì Trung Đẳng trở lại quý vị và cảm ơn cả nhà mình. Xin thay lời giọng hát ngọt ngào và truyền cảm của Trung Vàng Vòng Cổ Bùi Trung Đẳng, cảm ơn những cành lộc đầu tiên mà anh Chính Lực cùng tất cả quý vị khách quý dành tặng cho em Bùi Trung Đẳng. Cho Hùng Thái xin được thay lời em trân trọng cảm ơn rất nhiều.